Hiện nay là em Thấm đang selfie nha. Đó. Dữ chưa? Hết hồn chưa? Rồi thay mến chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là có Mạnh Thường Quân tặng sữa cho em Thấm nha cô chú anh chị. Đó. Đã rồi, được tặng sữa rồi. Cảm ơn chị đi. Ủa bữa nay mới vuỗi tóc hả? Ôi ôi. Cảm ơn chị đi. Cảm ơn chị đi. Rồi vuỗi tóc nhìn xinh gái dữ ta. Giống diễn viên Hàn Quốc nha. À, giống diễn viên Hàn Quốc nha. Bữa nay Thấm mà được nhận quà nữa rồi. Vui lắm. Sữa bé đẹp quá. Sữa này sữa gì? Sữa bầu hả? Sữa bầu. Không, sữa em bé. Sữa em bé ha. Sữa bé. Sữa này để cho con. Đừng nhắc cái bầu nữa. Vui không? Thấm vui không? Cười cái coi. Cười ơi. Mẹ cười hết con rồi. Mẹ cười há há há. Rồi chị có cái lời nào gửi đến cảm ơn cái chị Mạnh Thường Quân nữa không? Dạ em cảm ơn mấy người quân đã nhắc cho được. Cảm ơn nhiều lắm á. Rồi mới có mùng chụp rồi đó ha. Rồi mấy cho. Đâu khoe coi, khoe coi, khoe coi. Trời ơi. Mới cho mùng chụp ha. Làm tóc cho Thấm hồi nào chị Huệ hết nhiêu tiền? 300 à? 300 ngàn ha. 200. 200 ngàn. Ai cắt tóc cho Thấm là tới 200 ngàn như vậy. Nhủi nữa. Nhủi đâu? Đẹp trai á, ủa đẹp gái hả? Đẹp trai hả? Đẹp trai chứ phải đẹp gái hả? Quá xuất sắc nha. Giống giống búp bê quá ha. Giống à. Ý là xinh đẹp giống búp bê vậy đó. Biết ngại rồi. Vậy không chịu búp bê phải không? Vậy là giống ai? Giống người mẫu ha. Giống ca sĩ. Giống mẹ chịu. Giống diễn viên. Giống mẹ chịu không? Vậy là giống em đúng không? Không luôn hả? Giống ai? Ba nó đi đâu rồi? Đi mặn gì hả? Hạng đá hả? À, bằng hạng đá ha. Ngồi với đàng hoàng ngồi chứ. Ngồi với đàng hoàng đi. Bụng cái này bự lắm rồi đã chị mà Huệ ơi, chuẩn bị rồi chị Huệ ơi. Đọc chữ không? Không biết chữ. Không biết chữ ha. Giúp đi mẹ, biết chữ đâu. Giúp đi mẹ. Trời ơi, khoe điện thoại coi nghe nói. Trả lên, trả cao lên. Trời ơi. Mới nha. Đi xài không? Đi xài tội không? Có chụp hình không coi ơi? Mới chụp hình bài nữa chứ đó, như vậy. Trời ơi, chụp hình luôn nha. Trời ơi, chụp hình luôn không? Đó, quay luôn nha. Đó. À, hello, quay phim lại. Thấm xong là Thấm làm mấy đồ luôn á, quay phim lại luôn á. Giới thiệu đi, mình là Thấm. Đó, mình là Thấm sống ở dưới gầm cầu. Mất cả hả? Mình rất vui được làm quen với các bạn. Bữa ăn cơm như vậy. Chưa có đám cơm mới mến như gì vậy mà. Có ăn sáng chưa? Chưa, ăn rồi. Trời ơi. Ăn rồi, sáng rồi. Ăn rồi ha. Mẹ không chỉ nấu cơm cho con ăn kìa. Cho tới giờ mà chưa ăn cơm nữa. Rồi, rồi có chuẩn bị Tết, Tết nhất gì chưa? Thì bà nói nó nhất. Có mua bông bông gì mà. Thì tôi mua bông. Rồi hôm qua có đưa ông táo trời không? Có. Có ha. Hôm kia. Hôm kia ừ. Em mang ghi với mày ngoan, mày ngoan muốn rồi gì. Rồi đưa ông táo trời có giá gì không? Đúng nha, giá không? Nói ngày bữa nay em mang bánh gì? Bánh hả? Bánh là vậy là năm nay chồng ăn bánh không gì trời hả? Ừ, em có gì không? Bữa nay cắt tóc rồi dữ vậy. Bánh nhất là cái gì? Không, cái này mà làm cái bộ găng sứ nữa là xuất sắc luôn đó. Chịu không? Nếu mà có người tài trợ bộ găng sứ chịu làm không? Không hả? Sao vậy? Làm găng cho nó đẹp. Làm găng ra cho nó đẹp. Đi mà rồi. Trong mình khỏe không? Khỏe không? Trong mình thấy sao? Khỏe không? Có mẹ.
lắc đầu. Trong mình thấy khỏe. Nhìn thấy hôm nay làm tóc cái vuốt vuốt hoài ha. Vuốt hoài ta. Vuốt vuốt hoài luôn kìa. Giường này mà bị đó. Cũng cái giường. Em là cô thấm về làng. Sao? Anh Thái này chọc thấm. Nói em là cô thấm về làng. Không chịu. Còn em là cô quệ về làng. Quệ thấy thấm đẹp ra hẳn nha. Từng chơi mình không có ở hả? Từng chơi cho xe chạy ha. Nói là thấm mới học thuộc bài hát mới hả? Rồi coi rồi giờ giới thiệu bài hát mới đi. Là cái đó mới được ha. Hát cái đó mới được ha. Thổi cái đó đi. Thổi, hát không đi. Hát không đi, thử đi. Hát không đi. Rồi bây giờ thấm sẽ hát bài cô thấm về làng nha. Vậy hát bài gì? Anh Ba Khía đi. Hát bài anh Ba Khía. Hát bài nhiệt tình nha. Vậy thấm đừng nghiêng. Vậy là bài mới của em học là bài gì? Hả? Bài mới học là bài gì? Không nhớ hả? Có điện thoại coi kìa, hát bài đi. Nói dạ. Sao mà nói chuyện với anh kia nói chuyện im lắm mà sao nói chuyện với mấy anh em này nói chuyện không được vậy? Điện thoại không có mạng. Có đăng ký vào cài chưa? Cài vân tay luôn kìa. Đó, cài mở khóa vân tay luôn chứ bộ. Đó, lướt đồ. Đó. Quá trời ơi. Đâu quay lại coi coi. Thấm ngày nay không phải thấm ngày xưa nghe. Thấm ngày nay là xài cảm ứng nghe, duỗi tóc nghe, chuẩn bị làm gân sứ nữa. Ngồi dưới. Rồi sao khi khán giả thương mến gia đình mình tặng quà rồi nãy giờ chị Xuyến có hỏi chị Huệ có cảm ơn chưa? Cảm ơn rồi. Bà xúc động bà khóc bây giờ đi kìa. Cảm ơn nào chị, cảm ơn lại đi. Chưa có nghe cảm ơn nè. Nãy giờ có năng nãy giờ đó. Bà xúc động bà khóc bây giờ. Cảm ơn ai đó, bây giờ chị cảm ơn lại đi. Rồi không cảm ơn mấy anh đến quay nữa hả? Cảm ơn mấy anh quay đi phim mà giờ đừng có mơ nhiều lắm ta. Trời ơi quá đẹp kìa nó, vuốt tóc. Selfie. Chứ đừng có nói tự đó. Selfie. Ừ, nó. Đó. Dữ. Thấm kìa. Thấm. Tự chụp mới chịu. Tự chụp mới chịu, mẹ chụp không chịu. Mà hiện nay là em Thấm đang selfie nha. Rồi lên. Đó. Dữ chưa? Hết hồn chưa? Phong cách này dữ. Dữ dằn chưa? Mày đi chỗ này. Vuốt tóc hoài luôn ha. Dũng cầm cầu về tới kìa. Tới chưa Dũng ơi? Anh Dũng đâu rồi? Dũng nhận bỏ đi rồi. Dũng đang đi làm nước đá, anh em hiểu lầm. Con giả nè. Dạ không chào con giả nè, còn selfie tiếp nè. Chào con giả đây. Chào con giả đi, chào con giả đi. Rồi.